Mbappé tìm người thay thế Messi ở PSG. Theo Diario Gio, ngôi sao của Paris Saint-Germain PSG, Kylian Mbappé muốn câu lạc bộ ký hợp đồng với tiền đạo Harry Kane của Tottenham Hotspur để thay thế Lionel Messi. Lionel Messi, người đã gia nhập đội bóng thành Paris năm ngoái theo dạng chuyển nhượng tự do từ Barcelona, đang ở trong 9 tháng cuối cùng của hợp đồng với câu lạc bộ thành Paris PSG. PSG đang muốn gia hạn hợp đồng với anh, với việc chủ tịch đội bóng là ông Nasser El-Khelaifi muốn đề nghị Messi thêm một hợp đồng 2 năm nữa. Tuy nhiên, siêu sao 35 tuổi người Argentina chỉ quyết định tương lai của mình sau FIFA World Cup ở Qatar vào cuối năm nay. Sau mùa giải đầu tiên đầy khó khăn, Messi đã tìm thấy đôi chân siêu sao của mình tại Parc des Princes mùa này. Anh đã ghi được 5 bàn thắng và 8 pha kiến tạo sau 10 lần ra sân trên khắp các giải đấu. Tuy nhiên, tương lai của người chiến thắng quả bóng vàng 7 lần không được đảm bảo. Với việc The Bleacher Report thông tin Messi có thể rời Parisians để gia nhập đội bóng MLS Inter Miami vào năm tới. Nếu điều đó xảy ra, Mbappé đã tìm ra người mà câu lạc bộ phải ký để thay thế cho Messi. Siêu sao người Pháp muốn có Harry Kane trên hàng công của đội. Mbappé cho rằng chân sút của Spurs có thể mang lại nhiều giá trị và kinh nghiệm cho đội và anh ấy sẽ ổn định tốt. Hợp đồng của Kane với Tottenham có thời hạn đến năm 2024. Vì vậy, đội bóng phía Bắc London có thể đàm phán chuyển nhượng vào năm tới, thay vì để mất anh theo dạng chuyển nhượng tự do 12 tháng sau đó. Cầu thủ 29 tuổi được định giá 81 triệu bảng Anh, nhưng PSG hy vọng sẽ mua được anh với mức giá thấp hơn. Diario Gio cũng đã báo cáo rằng Al-Khelaifi hy vọng Spurs sẽ không từ chối đề nghị của họ như cách Spurs đã làm với Manchester City năm ngoái. Huấn luyện viên của Man City, Pep Guardiola nói trên giới truyền thông rằng Tottenham đã từ chối 4 đề nghị mua Kane, người đã có 5 bàn sau 8 trận ở các giải đấu mùa này. PSG đã đánh bại Maccabi Haifa 3-1 ở Champions League hồi giữa tuần để tiếp tục khởi đầu bất bại ở mùa này. Bộ ba tấn công sung mãn gồm Lionel Messi, Kylian Mbappé và Neymar đều ghi bàn cho nhà vô địch Ligue 1, những người đã củng cố vị trí của họ ở vị trí đầu bảng H Champions League. Trong khi đó, cố vấn bóng đá của PSG Campos cũng làm rõ những tin đồn về việc nhà đương kim vô địch Ligue 1 muốn bán đi Neymar trong mùa hè vừa qua khi ông đã khẳng định không có chuyện chúng tôi muốn bán Neymar. Neymar là một cầu thủ rất giỏi. Anh ấy luôn đến các buổi tập đúng giờ và chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi tập nào kể từ đầu mùa, ngoại trừ một lần bị đau chân. Anh ấy luôn cam kết với đội và dự án của đội bóng.